Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay trong buổi phỏng vấn đặc biệt với sự hiện diện của Linh Mục Vũ Minh. Linh Mục Vũ Minh hiện đang là chánh xứ cho nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam ở Colorado Springs, Colorado. Năm 1985 thì Linh Mục đã gia nhập ngành tuyên úy không quân Hoa Kỳ với cấp bậc trung úy. Sau hơn 23 năm phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, Linh Mục đã về hưu vào năm 2009 với cấp bậc trung tá tuyên úy tư lệnh phó của ngành tuyên úy tư lệnh không gian Hoa Kỳ. Năm 2011 thì Linh Mục đã nhận trách nhiệm làm tuyên úy cho gia đình mũ đỏ Việt Nam tại hải ngoại. Hôm nay thì Minh Thúy cùng với quý vị sẽ tìm hiểu xem mục đích với sự có mặt của Linh Mục tại vùng DC lần này. Xin được chào Linh Mục Vũ Minh. À, xin chào chị Minh Thúy và xin chào quý thính giả của đài truyền hình SBTN Hoa Thịnh Đốn. À, tôi hân hạnh được uh, mời đến đây để hội chuyện cùng chị Minh Thúy. Dạ. Thưa Linh Mục, có thể cho biết mục đích của Linh Mục về DC lần này? Dạ, tôi đến uh, Hoa Thịnh Đốn uh, lần này vào ngày 30 tháng 4 để uh, tưởng niệm cái ngày 30 tháng 4, một ngày đau buồn của đất nước chúng ta. Uh, một ông dân biểu uh, Rosenthal đã trình lên cái nghị quyết để xin uh, Quốc hội Hoa Kỳ uh, nhận cái ngày 30 tháng 4 ngày mà Cộng sản Việt Nam uh, ăn mừng thì như người Việt tự do hải ngoại và những người tự do yêu nước của Việt Nam Cộng Hòa thì lại khóc thương cái sự mất nước của mình. Ừ. Thì uh, tôi đến đây cũng là để... Uh, trình bày cái vấn đề đó và cũng là để đưa ra một cái thỉnh nguyện để mà xin tái cứu xét Hiệp định Ba Lê để trước tiên là lấy lại danh dự cho Việt Nam Cộng Hòa và giành lại đất nước Việt Nam Cộng Hòa đã bị Cộng sản cưỡng chiếm năm 75. Thưa Linh Mục, Linh Mục có thể nào cho biết là công tác vận động thỉnh nguyện thư cứu xét Hiệp định Ba Lê được những tổ chức nào phát động và được hỗ trợ bởi những ai? À, đây là một cái tổ chức rất là mới, vừa mới được thành hình thôi. À, một tháng nay thôi, hơn một tháng nay thôi. Từ ngày tôi đi về Houston để tham dự cái ngày Đại hội Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại ở Houston ừ. hồi mùng 6, mùng 7 tháng 4, ừ. thì một số anh chị em Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa đã À, xin tôi cùng làm việc chung với họ để mà à, có một cái gì thực tiễn cho đất nước việt nam và họ đã nhờ tôi và giáo sư dương đại hải để làm cố vấn cho họ trong cái nỗ lực này và sau vòng mới một tháng thôi mà à, chúng tôi đã à, tìm được một cái tên cho cái nhóm đặc biệt này đó là nhóm vận động cho Việt Nam Cộng hòa. À, tiếng Mỹ đó là Republic of Vietnam Advocacy Group. Tại vì mới hồi đầu tháng 4 mà bây giờ phải đối diện với ngày 30 tháng 4 mà cái ông Rosenthal ông mới ra một cái resolution, một cái nghị quyết để để Quốc hội Hoa Kỳ nhận cái ngày 30 tháng 4 là ngày tháng Tư đen. Thì chúng tôi chỉ có không đầy 30 ngày thì chúng tôi phải cố gắng chạy để mà làm xong cái việc này yeah. thì tôi đã đến đây uh, ngày 30 tháng 4 cùng với một số anh chị em đó uh, và uh, trong thời gian này chúng tôi lại nối kết thêm và gặp gỡ được nhiều những uh, uh, người mà có thể có ảnh hưởng ở trong quốc hội Hoa Kỳ. Thì uh, hy vọng là với cái sự giúp đỡ của họ đó thì 30 tháng 4 năm tới sẽ là một cái Nghị quyết do chính Tổng thống Trump Là người đứng ra ban hành Là ngày 30 tháng 4 Là ngày à, Đau buồn của đất nước Việt Nam à. Cộng hòa của chúng ta yeah. Linh Mục có thể nào cho biết tiến trình vận động Thỉnh Nguyện Thư cứu xét Hiệp định Ba Lê Đã tiến triển như thế nào à, Hiện thời bây giờ Thì tôi muốn Cho Tổng thống Trump biết là Tôi bắt đầu Lại cái công việc đó Thì tôi đã vào được tòa bạch ốc, tuy dù không được gặp tổng thống Trump nhưng mà tôi được gặp cái người gọi là phụ tá hay là công sự viên về cái vấn đề này, thì tôi đã trình cái thỉnh nguyện thư đó cho uh, người mà tổng thống Trump đã gặp mặt tôi, vâng. tôi đã trình bày cái thỉnh nguyện thư đó vâng. và tôi sẽ tiếp tục uh, làm việc thêm với những cái cơ quan khác, chẳng hạn như là xin các những nước mà đã có ghi tên vào trong cái hiệp định ba Lê à, cùng à, giúp chúng tôi mở ra cái hiệp định này như là cứ tái cứu xét hiệp định này. Dạ thưa linh mục nếu vận động thỉnh nguyện thư cứu xét hiệp định ba Lê không được thành hình thì linh mục có những cái à, kế hoạch nào khác để cho cái dự án của mình hay không? Dạ thưa thì trong quá khứ có nhiều người đã cố gắng à, đi cái đường đó để mà à uh, xin uh, tái cứu xét hiệp định ba lê uh, các vị đó uh, uh, đã làm được cái một bước hay hai bước mà họ thấy chưa có được uh, xong hay là chưa được thành công tôi xin nối tiếp theo để mà làm thêm cho đến thành công đối với tôi tôi không có bao giờ bỏ cuộc và chúng ta có một cái hoàn cảnh rất là quan trọng hiện thời bây giờ đó là ông tổng thống trump là một người đứng ra uh, cổ võ cho một cái thế giới tự do những cái thế giới xã hội chủ nghĩa là không có chơi ok thành ra với cái sự yểm trợ một cách gián tiếp như vậy và hai lần tổng thống trump đến việt nam thì nhiều người việt nam đã tỏ ý muốn nói cho ông trump biết là mình uh, muốn đòi lại tự do nhưng ông vẫn đều nói là quý vị phải tự đứng lên, tự làm sau đó ngoại quốc mới có thể làm được cái gì thì ngoại quốc mới có thể giúp sau. Chúng ta phải tự quyết trước. Cái điểm quan trọng nữa là hiện thời bây giờ ở Venezuela, cái cuộc cách mạng ở Venezuela sắp sửa thành công. Chúng tôi muốn là kêu gọi người Việt ở đất nước Việt Nam hãy đừng có thất vọng. Hãy, chúng tôi sẽ yểm trợ, chúng tôi sẽ đứng sau lưng của quý vị. Vậy Linh Phục còn có những lời nào nhắn nhủ đến những giới trẻ Việt Nam hoặc là những người quan tâm tới Việt Nam? Trước tiên với câu hỏi này thì tôi xin gửi tới uh, uh, những người Việt yêu nước và người và uh, những người ở Việt Nam là chúng tôi đã lắng nghe được những cái uh, sự khốn, khốn, khốn khổ của quý vị và chúng tôi muốn yểm trợ quý vị về mọi với uh, nỗ lực của chúng tôi và đối người, với người việt nam ở ngoại quốc tôi xin quý vị đừng quên việt nam chúng ta có thể ăn no ngủ yên nhưng chúng ta đừng có quên là chúng ta đã có một đất nước đã bị cộng sản chiếm đóng và bây giờ đất nước việt nam đang trong giai đoạn à, nguy hiểm mất nước vào tay tổng cộng chúng ta phải đến về để giải phóng đất nước việt nam của chúng ta Xin được cảm ơn Linh Mục Vũ Minh. Vâng yeah. xin cảm ơn chị Minh Thúy và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả của Đài SBTN. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào, mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.